lợi dụng dư luận bức xúc về việc quy hoạch giải tỏa khu đô thị mới Thủ Thiêm để tuyên truyền chống nhà nước. Chiều ngày 7 tháng 9 năm 2018, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ chính thức công bố kết luận kiểm tra một số nội dung liên quan đến các khiếu nại của công dân về khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo một số tờ báo chính thống, thì các hộ chịu ảnh hưởng từ dự án vẫn chưa hài lòng về kết luận của Thanh tra, vì cho rằng còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ. Chẳng hạn, theo một bài báo trên báo điện tử VOV vào ngày 11 tháng 9, thì báo cáo của Thanh tra Chính phủ mới chỉ làm rõ rằng khu vực 4,5-4,3 ha tại phường Bình An, quận 2 nằm ngoài ranh quy hoạch vùng lõi trung tâm khu đô thị mới nên đã bị thu hồi không đúng do sai phạm của chính quyền thành phố các nhiệm kỳ trước đây. Trong khi đó, nhiều hộ dân yêu cầu Thanh tra Chính phủ cung cấp đầy đủ thông tin rõ ràng về hai vấn đề khác để giúp họ được đền bù thỏa đáng. Thứ nhất, cần làm rõ khu vực 770 ha vùng lõi trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm và khu vực 160 ha đất tái định cư được phê duyệt theo quyết định 367 của Thủ tướng Chính phủ có quy hoạch ranh giới đến đâu. Thanh tra Chính phủ chỉ căn cứ vào hai bản đồ quy hoạch 1/5000 được lập vào năm 1995 mang tính chất tham khảo tương ứng chứ không có bản đồ gốc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nếu ranh quy hoạch chưa được làm rõ thì chưa có căn cứ để xem xét việc thu hồi đất. Thứ hai, đối với khu vực 160 ha dành cho người dân tái định cư, Thanh tra Chính phủ chưa kết luận cụ thể đây là khu vực chưa được Thủ tướng giao thu hồi đất, chưa lập bất kỳ quy hoạch gì, nhưng Thành phố Hồ Chí Minh đã giao cho 51 doanh nghiệp thực hiện dự án với tổng diện tích lên tới 140 ha. Hậu quả là những người dân thuộc diện được tái định cư tại đây lại bị đẩy đi đến nhận đất ở cách xa khu vực cũ tới hàng chục cây số ở Rạch Chiếc, Cát Lái và Thạch Mỹ Lợi. Tuần qua, một số tổ chức cá nhân chống đối, trong đó nổi bật nhất là trang Việt Nam Thời báo, đã khai thác các diễn biến mới của vụ Thủ Thiêm để tuyên truyền rằng chế độ có nhiều tham nhũng, bất công và thiếu tự do báo chí. Ngoài việc nhắc lại các vấn đề mà báo chí chính thống đã nêu, họ còn đưa ra hai ý khác. Thứ nhất, nhà nước cần chỉ rõ và xử lý hình sự với những người chịu trách nhiệm trong vụ Thủ Thiêm. Thứ hai, cho rằng các nhóm quyền lực ở thượng tầng đi đêm với nhau, nhà nước đã và đang bao che cho các quan chức có sai phạm trong vụ Thủ Thiêm. Vậy sự thật là gì? Nếu nhìn lại chuỗi sự kiện, ta sẽ thấy báo chí chính thống phản ánh sát sao và khách quan vụ việc, không ngại đưa phản ánh ý kiến phản đối của người dân với kết luận của Thanh tra Chính phủ, nên không thể khẳng định được rằng họ đang định bưng bít thông tin để bao che cho một thế lực nào đó. Như vậy, việc trang Việt Nam Thời báo đã xuyên tạc và vu cáo mà không đưa ra được bất cứ bằng chứng cụ thể nào để khẳng định chuyện đó. Ngoài ra, họ cũng tự ám thị bản thân rằng các cá nhân chịu trách nhiệm trong vụ Thủ Thiêm sẽ không bị truy tố dù vấn đề xử lý hình sự đã được đề cập đến trong mục 2.4 của kết luận thanh tra. Dường như Việt Nam Thời báo chỉ nhìn thấy những gì mà họ muốn tin chứ không nhìn thấy những gì là sự thật và chấp nhận sự thật không theo định kiến tiêu cực của họ với thể chế.